xin chào bà con nông dân và các bạn xem đây rất vui gặp lại bà con và các bạn trong thời gian dành cho chương trình nuôi dưỡng và bảo vệ cây trồng một chương trình do đài phát thanh truyền hình đồng tháp phối hợp với tập đoàn lộc trời thực hiện kính thưa bà con chủ đề của câu chuyện tối nay sẽ là xanh lá đồng cứng cây chắc hạt chúng ta có sự đồng hành của hai vị khách mời rất là quen thuộc và dễ mến trân trọng giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ dương giang chính nguyên phó viện trưởng diện lúa đồng bằng sông cửu long và một chuyên gia đến từ tập đoàn lộc trời cũng là đơn vị phối hợp thực hiện chương trình này trân trọng giới thiệu kỹ sư trương hùng phong kính thưa bà con và các bạn, trước khi bắt đầu câu chuyện tối nay, chúng tôi muốn mời bà con và các bạn cùng nghe chia sẻ của một số bà con nông dân mà chúng tôi đã ghi nhận được trước khi chương trình này diễn ra. Dị khuẩn cháy bì lá và và bệnh lem lép hạt, thì hai bệnh đó tôi quan tâm nhất cái vụ hè thu này. Cái cử chỗ mình phải phòng như là đảo ôm với dịch khẩn, với lem lép hạt là quan trọng. Cho nó cứng cây lên, đứng lá lên thì cây mình nó cứng thì nó sẽ hạn chế đổ ngã. Nếu mà lá xanh một ngày, một ha có thể lên 100 kg lấy lên. Nếu lá xanh mà nếu mà nó khô lá rồi bông chín chín vô không nổi. À, những cái chia sẻ, những cái mối quan tâm mà chúng ta vừa theo dõi của đồng phóng sự vừa rồi cũng chính là chủ đề mà chúng ta sẽ bàn bạc trong câu chuyện tối nay. À, thưa bà con và các bạn, à, những cái vấn đề trọng tâm mà chúng ta sẽ bàn trong câu chuyện này đó là nuôi dưỡng bảo vệ bộ lá đồng nhằm tạo bông to, nhiều hạt và chắc cậy. À, những vấn đề liên quan đến câu chuyện tối nay cũng như là những cái chia sẻ bà con hãy nhớ đến số điện thoại của chương trình chúng ta đó là 0277 3855 333 à, ngoài những câu hỏi mà bà con và các bạn gọi đến thì chúng tôi còn đưa ra một câu hỏi giao lưu để bà con giải đáp bằng tin nhắn với 3 phần quà đang chờ đợi bà con có tin nhắn chính xác và gọi đến sớm theo bình chọn của ban thư ký à, còn bây giờ thì hoàng Sơn xin được một lần nữa nhắc lại số điện thoại để bà con tiện liên lạc và đặt câu hỏi trong chương trình hôm nay 0277 3855 333. À, kính thưa bà con và các bạn, với cái điều kiện thời tiết bất lợi thì một trong những cái vấn đề được bà con nông dân chúng ta quan tâm ở thời điểm này là làm sao có thể bảo vệ được bộ lá đồng cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ năng suất. Bà con nông dân chúng ta cũng đã có những cái kinh nghiệm để thực hiện việc này. Mời bà con và các bạn cùng nghe chia sẻ của bà con nông dân ở huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp mà chúng tôi vừa ghi nhận được. Tại cánh đồng xã Tân Phú, huyện Thanh Bình, lúa được 45 ngày sau so xạ, đang được nông dân chuẩn bị cử bón đón đồng. Bà con nông dân cho biết về sâu bệnh, đây là lúc cần theo dõi đề phòng và ngừa các bệnh do nấm, vi khuẩn cũng như sâu hại nhằm bảo vệ tốt bộ lá đồng vì là tiền đề để tăng năng suất sau này sau cử đón đồng thì quan trọng mình chủ yếu là cái sâu lá là quan trọng như đậu ôn và di khẩn là quan trọng là trước khi cử phân bón đón đồng và trước khi sửa sang chỗ nữa là cái cử đậu ôn với là thằng lê lốc hạt với di khẩn là quan trọng là nhiều nhiều có xảy xảy ra nên chế lá người ta phải phòng ngừa trước theo dõi từng giai đoạn sinh trưởng của lúa để có biện pháp hỗ trợ kịp thời đã được nhiều nông dân chú trọng chỗ chỗ là tôi chơi là thằng Amitabha và tôi tan nếu có sô lá thì kềm sô lá còn không có tôi cắt sô lá ra cái lứa đó năng lượng tôi là để gì để diệt phượng ngày sau nó bị len dép vàng một trái bị lá là hai còn có chỗ vừa đều xong không có điều khoảng 85 90 phần trăm mà tôi xịt một cử nữa xịt à, là vô thì giữ lá đồng tuổi thọ nó xanh hơn Chả nó sẽ vô gạo nhanh hơn ta ngoài khả năng phòng trừ bệnh hại do nấm Amistatop còn giúp giữ xanh bộ lá đồng, tạo năng lượng, giúp giàu gạo nhanh, chắc cậy và tăng năng suất. Chính vì khả năng này mà vài năm gần đây, nông dược này là sự lựa chọn của nhiều bà con nông dân trồng lúa. Cũng chính nhờ sử dụng nông dược này mà anh Trần Văn Phương, ngụ xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp, vừa trúng chiếc máy cày trị giá gần 250 triệu đồng từ chương trình Cào Nghe Trúng Thưởng. Sau khi chọn mua sản phẩm nông dược này, từ chương trình Tri Ân và Chia Sẻ, đây cũng là một trong bốn chiếc máy cày được trao cho người trúng thưởng đợt này. À, mình à, mua dài xé à, cào ra yeah, thì trúng à, được chiếc máy cày quá cho mình. Thì à, trước tiên thì mình à, cày dụng nhà, sau đó rảnh giỏi thì mình cày à, dụng đặng mình kiếm thêm tiền thu nhập. <laughs> Đó là một cái đoạn chia sẻ của bà con nông dân chúng ta về cái kinh nghiệm trong cái việc mà canh tác lúa. Đồng thời cũng có một cái hình ảnh, một cái thông tin khá vui vui và con ha. Đó là việc bà con nông dân chúng ta trúng được chiếc máy cày bằng cách là sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Và nhân đây thì Hoàng Sơn cũng xin nêu cái câu hỏi giao lưu kỳ này nó có liên quan đến những cái hình ảnh vừa rồi. Thưa bà con, nội dung câu hỏi giao lưu của chúng ta kỳ này như thế này: Chương trình tri ân và chia sẻ cào ngay trúng lớn. Bà con ở hai tỉnh nào đã trúng được hai chiếc máy cày Kubota? À, chúng tôi đưa ra ba phương án để bà con tham khảo phương án a là an giang và đồng tháp phương án b là bạc liêu và đồng tháp và phương án c là kiên giang và đồng tháp bà con hãy chọn đáp án đúng nhất và gửi tin nhắn về số 0929 141000 chẳng hạn bà con chọn an giang và đồng tháp trúng thì bà con hãy nhấn a và gửi về 0929 141000 sẽ có 3 tin nhắn được chọn và chúng tôi sẽ công bố vào cuối chương trình À, bây giờ thì trở lại câu chuyện tối nay. Thưa bà con, qua cái đoạn phóng sự thực tế mà chúng tôi ghi nhận ở đồng ruộng thì bà con thấy là có nhiều điều. Nhưng mà tự trung lại vẫn là bà con chia sẻ cái cách bảo vệ và chăm sóc cái bộ lá đồng cũng đồng nghĩa với bảo vệ cái năng suất ở cuối mùa vụ. Như vậy thì cái câu hỏi lớn mà chúng ta đặt ra ở đây là cái bộ lá đồng nó có vai trò như thế nào đến cái năng suất lúa ở cuối vụ và chúng ta phải chăm sóc phải bảo vệ bộ lá đồng như thế nào đây? À, xin mời ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Nhân Chính ạ. À. à. À, xin chào bà con nông dân và quý khán giả xem đài à, trước hết thì tôi xin nói với bà con về cái hình thái của cái lá đồng à, khi mình nói là bộ lá đồng thì nhìn một nguyên một bụi lúa thì mình có thể nói là bộ thì được nhưng mà trong một bụi lúa nó có nhiều cái tép lúa nhiều cái chồi lúa và mỗi một chồi chỉ có một lá đồng mà thôi à, thì bà con lưu ý có có một chồi chỉ có một lá đồng mà thôi nhưng mà tại sao người ta gọi là lá đồng tại vì cái bẹ lá của cái lá đó nó ôm cái đồng 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 tức là cái bông lúa còn non nó phát triển lên từ cái tim đèn thành cái đồng đồng và như vậy là cái lá nó có hai phần phần phiến lá và phần bẹ lá thì cái phần mà bẻ lá nó ôm cái đồng đồng đó thì nó phình to ra còn cái cái phiến lá bên trên người ta gọi là lá cờ Việt Nam mình là gọi là lá đồng nhưng mà nước ngoài người ta gọi là lá cờ thì đây là cái 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 chồi hữu hiệu của cây lúa như thế này thì một chồi hữu hiệu thì nó có một cái lá đồng thôi cái lá này là cái lá đồng còn đây là cái bẻ lá của lá đồng nó ôm cái đồng đồng lúc còn non. Và hai lá bên dưới của cái lá lá đồng nó cũng là quan trọng. Thành ra bà con mình lưu ý, mình lưu ý bảo vệ cái lá đồng này nhưng mà mình cũng bảo vệ hai cái lá bên dưới. Nói là bên dưới nhưng mà thật sự nó mọc trước cái cái lá này. Vì lý do làm sao mà mình phải bảo vệ cái lá đồng. Thì bà con mình biết rằng là cái lá đồng thì phải giữ cái màu xanh của lá đồng bởi vì khi mà có màu xanh như vậy thì nó mới quang hợp nó tạo ra chất khô và như vậy là nó di chuyển cái chất khô đó về để nó tạo hạt chắc nhiều cho nên mình phải bảo vệ cái lá đồng và hai lá bên dưới nữa còn bây giờ cách thức bảo vệ là như thế nào mình phải giữ cho cái lá nó có cái màu xanh lúc lúa chín vì bằng cách nào Thứ nhất là lúc tượng khối sơ khởi, tức là lúa có tiêm đèn, là mình bón phân đạm, bón phân đạm à, đón đồng. Để làm chi? Nó có hai nhiệm vụ. Cái chất đạm nó có hai nhiệm vụ. Thứ nhất là tạo ra nhiều cái vỏ trấu ở trên bông. Nói là vỏ trấu nhưng mà đó là một cái túi để chứa cái tinh bột để thành hạt gạo sau này. Nếu có nhiều vỏ trấu, tức là có nhiều cái túi, có nhiều cái hạt lúa ở trên bông và năng suất sẽ cao. Bởi vì lúc đó là lúc nó cần đạm nhiều Cái thứ hai á, là cái chất đạm nó nó giúp cho cái lá đồng nó có đủ chất đạm nó có màu xanh Và khi nó có màu xanh thì nó sẽ quan hợp và nó tạo các cái sinh chất Các chất dinh dưỡng để nó nuôi cái hạt sau này Và cái hạt nó nó đo đầy tận ngay cả cái hạt ở trong cây của bông lúa còn bây giờ cái cách bảo vệ thì bà con mình á, phải giữ cái màu xanh cho lá đồng, đồng thời mình làm sao mà đừng để lá đồng bị tổn thương. Vì những nguyên nhân mà làm cho lá đồng bị tổn thương là gì? Là côn trùng cắn phá. Nó 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 làm cho cây cái, cái lá đồng bị mất đi một phần hoặc là nó chết khô do cắn phá. Và cái thứ hai là cái lá đồng nó bị nhiễm các cái loại bệnh do nấm và vi khuẩn thì khi nó nhiễm bệnh rồi thì nó khô với khô đi nịch thứ nó không có quan hợp được nữa và nó không tạo ra sinh chất uh, chất khô để nó làm cho uh, hạt chắc thành ra tỷ lệ hạt lép nó nhiều thí dụ như đây là một cái 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 cái, chồi lúa mà nó bị bệnh đốm dằn ở, 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 bè đây bị bệnh dằn rồi ở trên lá đồng á, nó bị bệnh dằn lá thì như vậy là cả hai bệnh này nó làm cho cái lá đồng là bị khô vàng khô và như vậy là cái chất dinh dưỡng nó vô cái hạt là không có đầy đủ và như vậy là cái cái hạt nó lép rất nhiều đấy cho nên là cái vai trò của lá đồng nó rất là quan trọng và nhiều lá đồng trong một cái bụ lúa người ta là gọi là bộ lá đồng thì như vậy thầy bà con mình lưu ý phải bảo vệ bảo vệ nó một cách giữ lá nó xanh lúc ngay cả sắp thu hoạch lá nó còn xanh thì tốt thôi rất tốt thôi và như vậy là đừng có để cái lá nó bị tổn thương do côn trùng cũng như các loại dịch hại khác. À, đặc biệt là giai đoạn hiện nay là mưa bão rất nhiều, mà mưa bão rất nhiều thì cái cái giữa cái cây lúa này cây lúa kia nó nó sai sai sát với nhau, nó nó chạm nhau, thì một cái cây bị bệnh nó lây qua cái cây không bị bệnh thì nó làm cho nhiễm bệnh rất là nặng. cho nên là khi mà mưa bão nhiều bà con mình lưu ý cái bệnh nó bệnh cháy à, bìa lá đó do vi khuẩn đó, nó lây lan rất nhiều do cái say sát cái da chạm xây à, sát giữa cái, cái cái lá lúa này lá lúa kia cây lúa này cây lúa kia thì bà con mình lưu ý à, cái đó để bảo vệ cái đồng ruộng của mình cho nó 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 được tốt và thắng lợi trong cái trồng trọt chúc bà con thành công Dạ xin cảm ơn Phó Giáo sư dạ. à, kỹ sư Trương Hồng Phong ơi, Hồi nãy à, bà con chia sẻ trong cái câu chuyện của mình á thì Hoàng Sơn có nhớ một cái chi tiết là nói về cái chuyện mà quản lý sâu bệnh tại thời điểm đó và còn nhắc đến cái sản phẩm Bum Lover. Vậy vậy thì mình sử dụng cái sản phẩm này vào cái thời điểm đó nó mang lại những lợi ích gì thưa kỹ sư? À, thưa bà con thì đối với Bum Lover người ta đưa vào thị trường Việt Nam mục đích chính đó là cái tạo cái chất kích hoạt cho cơ thể của cây trồng con. Cái Bum Lover nó rất là hay. Bản thân nó là cái hoạt chất là Nicotobenzin thành ra khi người ta đưa vào cái cây trồng mục đích của nó là nó kích hoạt cho cái tế bào của cây trồng tạo cái tích tố và khi nó tạo cái tố vậy thì nó phát triển rất là căng xứng hoặc là cái cây lúa chúng ta rất là sung trong những cái điều kiện khác nhau chẳng hạn như ở giai đoạn làm đồng thì người ta đưa cái bơm lower sau cái cửa phân đón đồng mục đích nó để làm gì để nó làm cho cái enzyme nó hoạt quá nó tạo cái tố và nó phát triển cái sinh khối sinh khối nhà bà con thấy thường thường là cái đồng mà bà con thấy là nó phát triển lớn thì cái nó vé nó có nhiều vé và chính cái nhiều vé thì cái hạt nó nhiều hạt thành ra sau này cái bông nó bự thành ra người ta đưa cái bơm vào cái cử phân bón đồng là cái để làm cho cái à, đồng to và cái bông bự và cái thứ hai là cái chất này khi mình đưa vào cái cơ thể của cây trồng thì nó kích thích tạo ra cái bộ rễ nó phát triển mạnh mà bà con biết thường thường mà lúa mà giai đoạn làm đồng á là cần hấp thụ cái phân bón một cách hiệu quả nhưng mà thời điểm đó là đa phần cái rễ chúng ta nó yếu lắm thành ra chúng ta đưa cái bơm vào giai đoạn này để chúng ta kích thích cho cái rễ nó phát triển mạnh như vậy thì nó hấp thụ cái phân bón mình một cách hiệu quả và chính cái phân bón nó đưa vào cây trồng như vậy thì nó làm cho cái đồng đồng chúng ta nó cũng to hơn thành ra cái do trò của bơm là nó kích hoạt cho cái cây lúa chúng ta nó thụ phân bón và cái thứ ba mà hiện nay bà con người ta cũng đưa bơm vào cái kinh nghiệm bà con là để dành sữa lúa bà con chẳng hạn như hiện nay bà con thấy một số cái trà lúa mà nó đang bị ảnh hưởng cái cơn bão số 3 vừa rồi á. Bà con thấy là nó thả tàu rất là nhiều. Và sau cái cơn mưa thì người ta có thể dùng cái bơm lower, người ta cộng thêm một phần là cái mắt để người ta sửa cái lúa để giúp cho cái lúa nó đứng vững hơn, nó bám rễ tốt hơn và cái cây lúa chúng ta nó mau cái nhảy chồi đối với những cái trà lúa mà bị ngập nước hiện nay. Thành ra đối với cái bơm lower mình sử dụng hai thời điểm. Một là giai đoạn nhỏ, giai đoạn để nhánh để mình sửa lúa và cái giai đoạn thứ hai là mình đưa vào giai đoạn làm đồng để chúng ta phát triển làm cho cái đồng to và bông nó bự. Dạ, yeah, xin cảm ơn kỹ sư. À, kính thưa bà con, chương trình đã sớm nhận được những cái phần chia sẻ của bà con qua số điện thoại 0277 3855 333. À, trước khi đến với những câu chuyện bà con thì Hoàng Sơn xin mạng phép dành một chút thời gian để nhắc lại câu hỏi giao lưu hôm nay à, để cho bà con mình coi chương trình trễ chút xíu, á, mình cũng có thể nắm được câu hỏi. Hôm nay chúng tôi đưa ra câu hỏi giao lưu là chương trình tri ân và chia sẻ ngay trúng lớn bà con ở hai tỉnh nào đã trúng được hai chiếc máy cày Kubota. Chúng tôi đưa ra ba phương án để bà con tham khảo. A là An Giang và Đồng Tháp, B là Bạc Liêu và Đồng Tháp và C là Kiên Giang và Đồng Tháp. Bà con hãy chọn một đáp án đúng nhất và gửi tin nhắn về số 0929 141000 sẽ có ba tin nhắn được chọn và chúng tôi sẽ công bố vào cuối chương trình. À, bây giờ thì trở lại với những câu chuyện mà bà con và các bạn vừa chia sẻ qua số điện thoại của chúng tôi. À, đầu tiên chúng tôi xin mời à, Phó Giáo sư tiến sĩ Dương Giang Chính Giao lưu với anh Võ Văn Đó Một khán giả ở xã Vĩnh Bình huyện Châu Thành, An Giang Số điện thoại là 01668 012875 Và thưa Phó Giáo sư Anh Đó có hỏi là Đất của tôi có lúa nền nhiều Cho tôi hỏi là có cách nào khắc phục được không Và mình phòng ngừa như thế nào ạ? Xin mời Phó Giáo sư Chào anh Đó Bây giờ cái lúa nền nhiều đó Thì cái câu chuyện nó nó dài lắm à, Thì bây giờ tôi xin Ngắn gọn với anh như thế này lúa nền đó, thì do cái hai cái nguồn là chánh cái thứ nhất là cái lúa cỏ lúa cỏ nó rụng ở trong đất đó, rồi nó lên thành cây cái thứ hai là cái giống lúa của anh trồng vụ trước nó khác cái giống vụ này thì cái hạt của vụ trước nó rụng xuống đất nó lên người ta gọi là lúa rài tức là cái giống giống khác thì hai cái đó nó cộng lại thì nó làm cho cái ruộng lúa của anh bị lẫn tạp rất nhiều từ lúa cỏ cũng như là lúa của cái giống khác của vụ trước. Thành thử ra là khi anh thu hoạch thì thương lái nó chê nó nó mua cái giá lúa của anh rất là thấp vì là trong đó có rất nhiều cái lúa lẫn ở trong đó. Bây giờ cách giải quyết như thế nào? Nó có nhiều cách lắm. Nhưng mà anh phải lưu ý là Thứ nhất là phải lung canh cây trồng Đừng có trồng lúa ba vụ Có một năm mình mà mùa, nắng đó mình bỏ mình trồng cây đậu cây, cây rau màu gì đi Thì vậy là cái áp lực về cái cái quỷ hạt lúa cỏ trong đất nó giảm Thì làm cho cái cái lúa của anh cái, cái hạt lúa cỏ và cỏ dại ở trong đất nó giảm Thì cái đó là cái tránh còn những cái biện pháp khác như là anh xả lúa theo hàng hoặc anh cấy thì như vậy là những cái lúa nền lúa cỏ đó anh phân biệt với cái lúa trồng của anh dễ dàng để anh nhổ bằng tay à, còn cái cách là hóa chất ấy, thì là anh làm đất thật kỹ làm đất đánh bùng sang phẳng mặt ruộng thật kỹ làm rò rãnh thật kỹ và anh phun thuốc diệt cỏ tiền mọc mầm sofit thì cái thuốc này nó vừa diệt được các cái loài cỏ thuộc cả ba nhóm nhưng mà đồng thời nó diệt được cả lúa cỏ cho nên là anh phải dùng cái thuốc diệt cỏ tiền mặt mầm Sofit để anh diệt cái lúa nền và lúa cỏ nhưng mà với cái điều kiện làm đất thật kỹ để chôn những cái hạt lúa nền lúa cỏ đó nằm dưới đất sình rồi sau đó anh phun cái 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 thuốc diệt cỏ trên mặt đó thì nó mới diệt được chứ còn mà anh làm đất mà dối thì là phun thuốc diệt cỏ nó cũng không diệt được đâu xin chúc anh thành công. Dạ xin cảm ơn Phó Giáo sư Thưa kỹ sư Trương Hùng Phong từ tận Bạc Liêu Anh Trường Giang Dáng có gửi đến kỹ sư một câu hỏi à, Anh cho biết là lúa của anh hiện nay ở giai đoạn làm đồng đang có vi khuẩn à, Anh đã xịt TOTAN cộng với thuốc trị sâu cuốn lá rồi Anh hỏi có cần xịt thêm gì không thưa kỹ sư à, Thưa anh đáng cùng bà con Thì đối với sâu cuốn lá thì bây giờ anh hỏi là xịt sâu cuốn lá rồi còn xịt thêm gì nữa không Bây giờ anh kiểm tra lại à, Đối với giai đoạn làm đồng thì mình xác định coi nếu mà bướm thì mình đưa cái vitaco vào còn nếu mà nói sâu nhỏ thì mình đưa cái mát vào để mình quản lý cái sâu cuốn lá ở giai đoạn làm đồng này nó triệt để hơn còn đối với cái vi khuẩn ở giai đoạn làm đồng thì anh có xử lý total rồi nhưng mà anh muốn, muốn, hỏi là mình có cần xử lý thêm cái thuốc bệnh gì không thì thưa anh thì đối với giai đoạn sau cái cử văn đóng đồng á thường thường mình thấy có hai cái đối tượng mà anh cần quan tâm một là cái vi khuẩn cháy bị lá hai là cái đậu ôn và hiện nay anh thấy là những ngày qua là mưa mà thấy nắng mưa xen kẽ và kèm thêm là cái cơn bão số 3 vừa qua thành ra đây là cái điều kiện thuận lợi để cho cái di phẩm cũng như là cái đậu ôn nó nó phát triển thành ra đối với cái hai cái trường hợp này chúng ta ngăn ngừa thì nó sẽ hiệu quả hơn và ta chọn sao cái cử phân đón đồng là 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 thích hợp nhất và đối với sản phẩm thì tô thì mình đưa vào mình trị di phẩm rất là im rồi còn đối với đậu ôn thì người ta đưa vào cái amitotop để người ta ngăn ngừa cái đậu ôn ngoài cái vấn đề mà ngăn ngừa đậu ôn như vậy á, thì trong điều kiện mưa này á thì cái đốm dằn nó cũng lên nữa rồi cái vàng lá nó cũng có xu hướng nó lên thành ra mình đưa tô tan một sản phẩm thôi mà mình giải quyết được ba cái đối tượng mà nắm bệnh trên cái cây trồng mình và một cái hiệu ứng nữa nó làm cho cái lá đồng chúng ta nó, nó xanh nó khỏe hơn thành ra đối với cái giải pháp tô tan và amit top sau cái cửa phân đấu đồng sẽ giúp anh quản lý cái vi khuẩn cũng như là cái bệnh trên cái à, cái lá cũng như cái hạt thì sau nó sẽ tốt hơn ạ. À. Dạ yeah, xin cảm ơn kỹ sư. À, thưa phó giáo sư tiến sĩ Dương Nhân Chính từ thành quá Long An anh Nguyễn Văn Lộc, số điện thoại là 0918589686 có chia sẻ là tại sao lúa của tôi được 65 ngày, vào mùa này lại còn bị vàng lá, có cái thuốc gì để mà xịt hay không? Và dạ nó có làm thất thu hay không ạ? Dạ xin mời phó giáo sư. À bây giờ chào anh Lộc. Bây giờ cái bệnh vàng lá đó là chủ yếu là do chúng ta bón thừa phân đạm. Nên anh bón quá nhiều đạm đi, thì cái bệnh nó sẽ nó bộc phát. Còn uh, hiện nay mà tới 65 ngày rồi thì uh, tôi nghĩ là không có cái thuốc gì mà phun vô mà diệt cái bệnh vàng lá để mà cứu giảm cái lúa của anh được. Bây giờ anh rút kinh nghiệm để sang năm anh trồng lúa anh bón đạm vừa phải, không để dư dư đạm. Dư đạm thì nó kéo theo là cái bệnh vàng lá thôi. Cái đó là cái đó đã kết luận khoa học rồi còn à, nếu cái mức độ bệnh mà nặng thì năng suất nó có có giảm đó còn nếu mức độ nhẹ thì nó không ảnh hưởng gì lớn nhưng mà nếu mà cái dàn lá mà nó nặng thì sẽ giảm năng suất à, chúc anh rút kinh nghiệm để sang năm bón đạm giảm xuống đó. dạ xin cảm ơn phó Đạ. giáo sư à, và cũng từ Long An à, anh Lê Hùng Cường ở huyện Tân Thạnh có số điện thoại là 01659774049 à, thưa kỹ sư Trương Hùng Phong anh cường có chia sẻ cái nỗi băn khoăn của mình năm nay lúa bị đạo ôn và vi khuẩn nhiều. Tôi cũng có xịt Amistatop uh, và totan như mọi năm nhưng mà không hết. Như vậy thì có cách nào để trị hay không ạ? À? À. Dạ xin mời kỹ sư. À, thưa anh cường cũng bà con à, năm nay thì mình thấy có cái bất lợi là hiện nay là trà lúa chúng ta đang tập trung ở giai đoạn đồng chỗ. À, thời điểm này là thời điểm mặn cảm với cái bệnh nhất và cũng là cái thời điểm này chúng ta tập trung cái phân đạm để chúng ta đưa vào để làm cho cái bông lúa chúng ta nó bự. Thành ra bà con thấy là cái điều kiện mưa gió nó không thuận lợi cộng thêm cái phân đạm chúng ta bón nhiều như vậy thì khi mà cái bệnh nó lên đó, nhất là cái đạo ôn và di phẩm thì chúng ta ngăn chặn rất là khó thành ra đối với hai cái đối tượng này tôi vẫn khuyên anh là mình làm sao mình ngăn chặn trước khi nó xảy ra thì cái hiệu quả nó sẽ tốt hơn và nếu mà nó xảy ra rồi thì chúng ta phải tốn nhiều lần phun thuốc thậm chí là chúng ta phải tốn nhiều lượng nước để chúng ta phun thì nó mới đảm bảo được cái độ đồng đều và nó mới chặn được cái bệnh còn trong trường hợp mà cái đạo ôn với cái vi phẩm anh xử lý rồi nhưng mà bây giờ nó chưa hết Bây giờ anh có một cái giải pháp đối với cái đậu ôm là do nấm. Thì làm sao mình đưa cái amatop mình lưng phiên với cái filia để mình xử lý cho nó dứt điểm. Và anh nên nhớ là đối với cái đậu ôm thì anh xử lý lần đầu, 3 ngày sau anh kiểm tra coi cái vết bệnh đó có khô chưa. Nếu khô rồi thì mình ngưng, còn nếu mà chưa khô thì bắt buộc anh phải lặp lại bằng cái cử đậu ôm nữa. Và mình nên nhớ đối với cái đậu ôm thì người ta sợ là sợ cái lá chưng á chứ không phải sợ cái lá đọt tại vì cái lá chân mình phun thuốc nó không trúng thành ra anh đảm bảo làm sao cái lượng nước phun là phải nhiều à, phải từ hai bình bình máy trở lên cho một công và đối với cái philia mình đưa vào giai đoạn này á ngoài cái chuyện nó quản lý được cái đầu ôn nó làm cho cái cây chúng ta nó đứng cứng cây và nó đứng lá chính cái chuyện lá nó đứng vậy thì cái khả năng mà nó hết bệnh nó sẽ tốt hơn và cái vi phẩn thì trong trường hợp vi phẩn mà anh phun rồi mà anh thấy à, sau 3 đến bốn ngày anh coi, coi cái lỗ nó có lây lan không nếu lây lan thì bắt buộc anh phải xử lý thêm cái dôi bột dôi bột mình đưa ra sau cái cử thuốc total như vậy á, mục đích chính nó là nó sát khuẩn để nó khoanh dùng lại hạn chế cái lây lan và vi khuẩn nó lây theo nước. Thành ra khi anh xử lý vi khuẩn anh phải giật cái nước chừng ruộng ra nó cho nó gáo để hạn chế cái nguồn lây lan và sau 3 đến 4 ngày anh lặp lại khi mà cần thiết đối với cái vi khuẩn và tóm lại đối với cái đạo ôn và vi khuẩn anh nên phun sớm và phối trộn sản phẩm filia và cái total để anh giải quyết và nếu có áp lực cao 3 đến 4 ngày anh phải lặp lại lần thứ hai thì nó mới triệt để được cái gì khuẩn và độ. Dạ, yeah, xin cảm ơn kỹ sư. À, thưa bà con và các bạn, chúng ta đang đồng hành trong câu chuyện nuôi dưỡng và bảo vệ cây trồng và câu chuyện tối nay chúng ta đang bàn về vấn đề xanh lá đồng cứng cây chắc hạt. Chương trình vẫn đang tiếp tục. Bây giờ chúng ta cùng dành thời gian cho đơn vị tài trợ. Xin chào bà con và các bạn đã trở lại với chương trình nuôi dưỡng và bảo vệ cây trồng. Chúng ta đang bàn về chủ đề uh, xanh lá đồng cứng cây chắc hạt. Những chia sẻ của bà con và các bạn hãy nhớ đến số điện thoại của chúng ta đó là 0277 3855333. À, kính thưa bà con và các bạn, trong vụ hè thu thì có nhiều cái điều kiện bất lợi diễn ra à, về mặt thời tiết và mặt canh tác. À, cái tình trạng đổ ngã cũng là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến thất thu năng suất. Chúng ta cùng nghe chia sẻ của một số bà con trong việc hạn chế tình trạng đổ ngã ở trên đồng. Là nông dân tiên tiến trọng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nên anh Nguyễn Văn Kiển thường rất chú trọng đến việc ứng dụng các biện pháp để hạn chế đổ ngã, hạn chế sâu bệnh và ổn định năng suất chúng ta phải cắt nước, cắt nước cho mặt đất mình khô cứng. Khô cứng mặt đất nó cắt, cắt nước cứng được thì cây nó hạn chế độ ngã và bộ rễ nó sẽ được bám sâu rút sâu xuống. Thì nó không đổ ngã. Mình gãi cái phân nhì rồi lúa cho nó nở nang rồi nó xanh rồi là bít cỏ rồi mình sẽ tháo nước bỏ. Tháo nước bỏ cỡ 42 43 ngày vậy đó, vô nước lại mình lúc đó mình chuẩn bị là đóng đồng. Ngoài điều tiết lượng nước phù hợp, nhiều nông dân còn sử dụng phân kali tác động sớm hơn so với các lần bón, kết hợp với hỗ trợ các chất dinh dưỡng khác nhằm góp phần giúp lúa cứng cây, hạn chế độ ngã, hạn chế sâu bệnh. Đưa kali cho nó sớm vào và sử dụng phân ure đen cho nó cứng cây. Và bên cạnh đó thì giữa phân thì mình còn kết hợp kèm silimax vô thì silimat cho nó đứng lá cứng cây rồi lên cho hạn chế độ ngã hỗ trợ silimat ta sử dụng chừng hai lần sử dụng như là trước cỡ ba mấy ngày một cỡ bốn mấy ngày cỡ hai cỡ đó là lúa xe cứng cây chống độ ngã khi gặp thời tiết bất lợi silimat thì bón vô cây lúa nó sẽ dòn lại đứng lá nó cứng cáp thân hình nó thon ít với bị sâu lá với bệnh hoạn À, bà con nông dân chúng ta đã chia sẻ những cái kinh nghiệm uh, bằng cái cách là áp dụng nhiều biện pháp tổng hợp để mà giúp cho cây hạn chế độ ngã. kính à, thưa bà con Hoàng Sơn nhớ là cung cấp thêm kali nè, rồi sử dụng urea black nè, mà đặc biệt là nhiều nông dân đều nhắc đến cái sản phẩm Silimax. Hoàng ừ. Sơn muốn được hỏi phó giáo sư tiến sĩ Dương Văn Chính là Silimac nó có cái tác động hỗ trợ như thế nào đối với trường hợp này thưa phó giáo sư? À, à, tôi nghĩ là cái Sở dĩ mà bà con có được cái hiệu quả tốt như vậy đó Thì đó là một cái sự tương tác dương Giữa cái chế phẩm Silimac với các cái giải pháp mà của bà con áp dụng ừ. Thì uh, Silimac nó cái tính ưu việt của nó là cái gì Tức là nó không phải phân bón lá Mà phân bón lá thì người ta có, thường là ta chêm chất đạm vô rất nhiều Rồi thì cái này không phải Mà nó là những cái chất Mà nó chứa Silic Canxi à Silic à, à, canxi và kali thì à, những cái chất này nó có lợi như thế nào thứ nhất tôi muốn nói cái chất kali chất kali thì nếu cây lúa càng về sau tức cây lúa càng lớn thì cái nhu cầu nó càng nhiều Đấy. và kali nó giúp cho cái quá trình là các cái hoạt động sinh dưỡng ở trong cây lúa nó được hoạt quá sự chuyển dịch cái các cái chất dinh dưỡng từ cái lá, lá đồng về trong hạt đó nó được nhanh chóng. À, rồi kali nó giúp cứng cây hạn chế đổ ngã và nó à, kháng được cái vấn đề bệnh bệnh trên cây lúa. Nhưng mà cái chánh nhất của cái kali là nó hoạt quá cái quá trình vận chuyển các cái chất khô tích lũy được trong lá về trong hạt. Thì cái cái vai trò đó là cái quan trọng là của cái chất kali. Cái canxi ấy, thì theo kết quả nghiên cứu mà nhiều cái mẫu lấy trên toàn quốc Việt Nam thì tới 72% cái đất của Việt Nam mình là thiếu chất canxi. À, đặc biệt là những cái nơi mà đất chua, đất pH thấp như cái đất, đất phèn chẳng hạn. Mà khi thiếu canxi rồi thì cái lá lúa nó mỏng và như vậy là nó vàng, nó khô từ cái mép bên ngoài của lá nó vào bên trong và cây lúa nó yếu đi nó yếu đi nó không cứng nó cứng cáp và nó 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 rất dễ ngã cho nên là khi mà chúng ta phun cái silicon mắt mà nó có chất canxi nó giúp cho cây lúa cứng cáp hơn à, vì nhiều cái cái đất ở của Việt Nam mình là nó thiếu chất canxi còn chất silic thì như thế nào silic thì nó rất cần ở cái giai đoạn là sinh trưởng sinh dục tức là lúc mà sắp trổ hoa với là giai đoạn trổ hoa giai đoạn trổ bông của lúa đó cần cần nhiều lắm và silic thì nó giúp cho thân lá rễ nó cứng lên và chính cái cứng chắc của cái silic đó thì nó làm cho cái lá đồng đứng thẳng lên và như vậy là nó quan hợp nhiều và nó tạo chất khô nhiều và năng suất cao rồi cái silic nó tạo trên cái tế bào biểu bì của lá đó là như vậy là một cái như là một cái lớp giáp vậy đó nó chống cái sự xâm nhập của các cái mầm bệnh cho nên nó hạn chế được cái bệnh tấn công ngoài ra là cái silic nó phối hợp với chất chất hữu cơ ở trong thân cây đó nó quá giải đi cái các cái yếu tố mà của các vi khuẩn các cái nấm mà nó tiết ra nó phá hại cái tế bào lá để nó xâm nhập nó gây bệnh. Nghĩa là cái nó giúp cho hạn chế được cái tác hại của các cái yếu tố đấy. Cho nên là nó giảm được cái mức độ trầm trọng của bệnh. Nó vừa chống cái sự xâm nhập của mầm bệnh nhưng mà vừa làm giảm cái sự tác động của các cái yếu tố của các cái mầm bệnh đó. Cho nên có thể nói là cái chất silic nó giúp cho cứng cây, hạn chế đổ ngã nhưng mà nó giúp cho cái cây lúa nó kháng được nhiều cái loại bệnh bảo vệ được cái cây lúa cho nên là khi mà phun cái silimac, ấy, nó có ba cái chất đó mà ba chất nó tương tác dương với nhau làm cho cây lúa nó cứng nó khỏe hơn à, nó à, chống chịu được bệnh tật tốt hơn đồng thời là nó giúp cho các cái chất các sinh chất mà tạo ra ở trên lá trên thân đó nó di chuyển về hạt nó làm cho cái sữa ở trong hạt nó nó nhiều hơn và hạt chắc nó nhiều hơn và nó chắc tới những cái hạt ở trong cậy bông thì đó là những cái ưu điểm mà với cái tương tác của mắt đối với các cái giải pháp của bà con cho nó thể hiện lại cái kết quả tốt của bà con là như vậy thì chúc bà con tiếp tục dùng mắt thành công trong cái cái mùa vụ của mình dạ thưa phó giáo sư cái câu chuyện tối nay mình đang bàn đến cái chuyện mà hạn chế độ ngã thì một nông dân ở sóc trăng là anh mến có số điện thoại là 01673259077 cũng có chia sẻ câu chuyện của mình anh hỏi là lúa của anh bị cao quá bây giờ làm sao để lúa có thể cứng cây và không đổ ngã thưa phó giáo sư à, bây giờ chào anh mến bây giờ thứ nhất á, là lúa cao quá thì bây giờ là anh phải chọn sắp tới anh phải chọn những cái lúa thấp cây lúa lúa mà cao cây quá nó rất dễ đổ ngã à, và thứ hai nữa là thấp thấp cây nhưng mà cái, cái cái, nó phải cứng cây những cái giống là tương đối cứng cây cái giống mà nó nó yếu rạ quá thì dễ đổ ngã thí dụ như ie năm nghìn là cái dạng yếu rạ có những giống nó cứng cây hơn cái ie năm nghìn thì là anh anh nên chọn để mà còn bây giờ giúp cho nó cứng cây thì như thế nào thì nó có những cái cách như thế này nè thứ nhất á, là anh phải tưới nước luân phiên xen kẽ giữa ướt và khô cái đó là cái cách mà giúp cho cái hệ thống rễ nó ăn sâu xuống dưới đất đó. nó giúp cho cái, 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 cây nó rất là ít độ ngã mà cái đó đơn giản thôi nói thì nói nghe ghê gớm vậy anh chỉ trồng lúa sau khi cây lúa nó mọc lên ruộng rồi thì anh chỉ tưới nước khi nào cần thiết thôi ví dụ như 10 ngày sau khi xạ, anh tưới khỏa cho ướt đất để anh ra rải phân 20 ngày sau sợ anh tưới khỏa cho ướt đất để anh rải phân còn 40 ngày sau xả anh tưới hơi nhiều nhiều một tí, năm phân, vì cái giai đoạn trổ bông là cần nhiều nước. Còn phần lớn thời gian còn lại là anh anh cho đất nó ẩm thôi cũng như là trồng bắp trồng đậu vậy đó. Thì trong điều kiện đó đấy thì là cây lúa nó phát triển rất khỏe và nó ít đổ ngã. Còn ngoài ra anh có thể tác động thêm vô những cái biện pháp khác, thí dụ như anh phun cái silimax thì nó giúp cho nó cứng cây, nó ít đổ ngã. Thì đó là những cái giải pháp mà anh có thể À, bảo vệ được cây cây lúa của anh à, trong đó điều kiện mưa bão à, chúc anh thành công. Dạ, yeah, xin ừ. cảm ơn phó giáo sư. À, mưa gió khiến cho cây lúa đổ ngã, bà con lo. Một đàn đời nha đây có một cái câu chuyện cũng khác nữa. À, thưa kỹ sư Trương Hùng Phong, anh Nguyễn Giang Phiên, một khán giả ở Long An, số điện thoại là 0985178907 có chia sẻ câu chuyện của mình là lúa của tôi đang chuẩn bị làm đồng bị gió làm bạt lá lúa trên. Năm rồi cũng vậy, năm nay cũng vậy. Anh hỏi là có cái cách nào khắc phục được không, thưa kỹ sư? À, kính thưa anh phiên à, cùng bà con thì à, cái trường hợp của anh nói bạc lá ở đây thì à, à, chắc có thể nó là do cái à, vàng lá sinh lý mà thường thường mình thấy là lúa ở giai đoạn mà làm đồng trở về sau á mình thấy nó xuất hiện nguyên cả cánh đồng và chỗ nào mình thấy gió nhiều thì chỗ đó nó bị vàng nhiều và đối với những cái vùng khoanh á và những cái vùng thiếu nước á thì cái mức độ vàng nó nó ra nó xảy ra rất là thường xuyên và đây là cái trường hợp do sinh lý thành ra sinh lý thì mình giải quyết theo cái kiểu sinh lý anh À, bây giờ à, đối với cái trường hợp mà nó vàng do sinh lý vậy thì mình làm sao mình phải bảo vệ cái lá cái lá cái lá đồng của mình á cho nó cứng chắc hơn để cho nó hạn chế cái vấn đề mà bốc thoát hơi nước như vậy thì cái khả năng mà vàng ít hơn và cái thứ hai là người ta khuyên anh là mình làm sao mà trong cái mùa nắng mà có gió nhiều mà lúa bị vàng á mình làm sao mình giữ nước giữ nước trong cái ruộng mình cho nó nhiều để nó giữ ấm cho cái gốc lúa tại vì bản thân khi cái cây lúa mà nó bị nắng gió nhiều nó mất nước á thì cái rễ nó bị chùm lại nó hút nó hút nước không được để nó bù đắp cái lượng nước nó mất thành ra cái mình thấy nó bị cháy chấp lá trên trên đầu mình là một khúc thành ra bây giờ mình giữ nước lại trong cái đất của mình cái thứ hai là mình tăng cường cái silicon và cái amino vào để mình làm cho thứ nhất là để dưỡng cho cái lá của mình nó nó xanh mượt trở lại để nó quang hợp tốt hơn cái thứ hai là mình đưa cái silicon vào giai đoạn này để mình làm cho cái lá chúng ta nó nó cứng nó chắc hơn thì cái khả năng mà bốc thoát hơi nước đó ít hơn thì chính cái chuyện mà giữ nước đưa mấy tốp và silimax ở giai đoạn này thì nó làm cho cái lá chúng ta là hạn chế cái vấn đề cháy chớp trong cái điều kiện mà nắng mưa hiện nay đặc biệt là trên những vùng phèn mà anh nên chú ý dạ yeah, xin cảm ơn kỹ sư à, sau đây xin mời phó giáo sư tiến sĩ dương văn chính giao lưu với một khán giả ở lai dung đồng tháp là anh phước nhàn có số điện thoại là 01675734247. 734 247. Và thưa phó giáo sư, anh Nhàn có cho biết là anh làm giống IR50404 đón đồng lúc 34 35 ngày, anh hỏi đón đồng vậy có đúng hay không? Và mình có nên xịt thuốc gì để bảo vệ lúa ạ? Vâng. Yeah. À, xin chào anh Nhàn. Bây giờ đối với giống E5044 là cái giống ngắn ngày thì đón đồng nói chung là giống ngắn ngày hay dài ngày gì là chúng ta đón đồng cũng phải dựa trên cơ sở là cái nó có tim đèn Bây giờ bằng cách nào biết là nó bắt đầu có tim đèn thì anh phải lột những cái bẻ lá từ ngoài vào trong. Mà anh lấy cái chồi rồi anh lột từ ngoài vào trong thấy nó khi nó có tim đèn thì lúc đó là à, nó gọi là tương khối sơ khởi bắt đầu làm đồng. Thì lúc đó anh bón phân đạm đón đồng là tối ưu. Còn à, đối với giống ngắn ngày thì cái khoảng 34-35 ngày là nó là có tim đèn đấy nó là nó phù hợp với cái anh anh lột cái lá ra thì nó thấy cái 35 40 ngày thì cũng cũng 35 34 35 ngày là cũng là cái nó có tiêm đèn. À, còn à, nói là nên xịt thuốc gì để bảo vệ lúa. Bây giờ là khi nào cái lúa anh bị bệnh thì anh mới trị. Chứ bây giờ anh hàng ngày anh đi đi từ ruộng về nhà anh đi ngang tiệm thuốc tây rồi anh lúc nào anh cũng vô mua mấy cái viên thuốc cảm anh uống để làm cái gì khi nào cây lúa bị bệnh thì anh mới tìm ra cái bệnh đó nguyên nhân là do con gì đó gây hại sâu hoặc là bệnh do vi khuẩn hay bệnh do nấm thì anh mới dùng cái thuốc phù hợp để trị chứ còn à, bây giờ nói là bây giờ không không có bệnh gì mà nói là thuốc gì để để bảo vệ lúa thì tôi thấy không nhưng mà anh cũng có thể bảo vệ bằng cách là giúp cây lúa nó khỏe hơn để nó chống chịu với điều kiện bất lợi của môi trường hoặc bệnh tật hơn. thí dụ anh tưới nước luân phen xuyên cả giữa và khô thì như vậy là giúp nó nó hạn chế đổ ngã. hay là anh phun những cái chế phẩm như silimac chẳng hạn thì nó giúp cho cứng cây cứng lá và cái cái tế bào biểu bì của nó 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 khỏe hơn nó chống chịu được các cái mầm bệnh tấn công hơn thì cái đó là có thể anh có thể áp dụng. Chứ còn trị bệnh gì á khi bệnh nó chớm xuất hiện hoặc xuất hiện thì anh mới dùng thuốc bởi vì thực vật để mà mà bảo vệ cây lúa. Chúc anh thành công. Nói cho à. nào đó là hôm nay mình tắm rửa cho uống thuốc bổ được. À, Bỏ thì được. Không cần uống thuốc bệnh. Và uống thuốc bổ thì được. <laughs> dạ. Tập thể dục uống thuốc bổ thì được. Dạ, xin cảm ơn phó giáo sư. À, xin mời kỹ sư Trương Hùng Phong giao lưu với anh Trần Văn Tấn khán giả ở Cà Mau có số điện thoại là 0977 732 196 dạ thưa kỹ sư anh tấn có hỏi là thuốc bơm mình đưa vào lúa cấy ở trên ruộng tôm được hay không và dạ, đưa vào lúc nào à? ạ dạ. à, kính thưa anh tấn cùng bà con thì đối với bơm lơ đây là cái uh, chất kích hoạt hay còn gọi là cái phân bón lá anh, anh anh tấn thành ra khi mình đưa vào cái vùng tôm thì nó rất an toàn và có cái thuận lợi là trong cái mùa mưa này khi mình đưa cái đưa cái bơm lơ vào thì cái khả năng mất thuốc nó rất rất là ít anh à, tại vì bơm lơ thì mình được uh, uh, sản xuất từ cái công nghệ nano thành ra nano là nó siêu mịn thành ra khi mình đưa vào cây trồng trong vòng nửa tiếng đến một tiếng thì mình thấy là cái thuốc nó hấp thụ hoàn toàn vào trong cái cây trồng của mình rồi và nó làm nó làm cái trách nhiệm là nó kích hoạt làm cho cái cây chúng ta nó khỏe hơn và đối với cái bơm lower thì mình đưa ở thời điểm nào ở đây nó có hai cái thời điểm chính mà nó phát huy tác dụng để cho giúp cây lúa chúng ta là có năng suất thứ nhất là cái giai đoạn làm đồng nói là sau cái cử phân đón đồng á một ngày thì hoặc là hai ngày thì mình có thể phối trộn chung với cái top để mình xử lý vô giai đoạn này để mục đích làm cho cái đồng chúng ta to hơn và cái bông nó bự hơn và cái thời điểm thứ hai anh có thể lập lại cái bơm lower ở giai điểm mà lo le chỗ mục đích ở thời điểm lo le chỗ mình đưa vào để cho bơm nó kích hoạt giúp cho cái cây lúa chúng ta nó chỗ thoát nhanh hơn chỗ rộ hơn và mình thấy là lúa mình chỗ nhanh mà chỗ rộ gì thì mình quản lý dịch hại nó cũng dễ và cái thứ hai mà nó chỗ đầm lọt như vậy á, thì cái sau này cái lúa chính mình nó cũng đồng đều hơn thì cái thất thoát mình nó sẽ ít hơn và qua cái kinh nghiệm bà con thấy là khi chúng ta sử dụng cái bơm lúa thì cái tỷ lệ hạt lép nó sẽ ít hơn có nghĩa là tỷ lệ thụ phấn nó sẽ cao hơn thành ra đưa bơm ở giai đoạn lo le chỗ cũng giúp cho cái cây lúa chúng ta là gia tăng được năng sức cũng như là giảm được cái tỷ lệ hạt lép trên cái đồng ruộng của mình ạ. Yeah, dạ xin cảm ơn kỹ sư. À, bạn Đặng Hùng Vũ, Đăng Hoàng Vũ ở Tân Hồng Đồng Tháp có số điện thoại là 0988242308 có nêu một cái câu hỏi với chương trình chúng ta là tại sao vụ hè thu năm nay cái cánh đồng tân hộ cơ ở tân hồng không bị vi khuẩn cháy bìa lá mà lại bị mũi hành nhiều à, thưa phó giáo sư tiến sĩ dương nhân chính phó giáo sư có thể đưa ra cái dự đoán của mình về trường hợp này ạ bây giờ nếu mà nói là bệnh á bệnh là do vi khuẩn hoặc là do nấm gì đó thì khi nào cái biểu hiện bệnh nó thể hiện trên cây lúa nó có phải có ba cái yếu tố nó mới thể hiện cái thứ nhất là cái giống lúa nó nhiễm bệnh cái thứ hai là phải có mầm bệnh trong không khí hoặc trong nước tức là cái con vi sinh đó nó phải hiện diện nó có và như vậy cái thứ ba là cái điều kiện nhiệt độ ẩm độ phù hợp để cái con mầm bệnh đó nó phát triển trên cây lúa khi có đầy đủ ba yếu tố rồi thì cái bệnh nó mới xuất hiện nó gây hại trên cây lúa thì cái thí dụ như bệnh vi khuẩn hay bệnh trái bìa lá nó không xuất hiện trên ruộng vì nó thiếu một hoặc hai hoặc ba yếu tố nào đó cho nên nó không xuất hiện bởi vì nói nói là bệnh được cái lúa thì phải có ba yếu tố đó, đó xuất hiện Đấy. còn về cái cái mũi hành đó, thì hiện nay hiện nay các nhà khoa học ở Việt Nam cũng như trên thế giới chưa biết cái quy lực con mũi hành lúc nào nó bay nó đáp xuống ruộng của mình chưa biết cái đó là nó chưa biết Bây giờ muốn biết khi nào con muốn hành thì một cái kết quả sơ bộ bước đầu của diện lúa đồng bằng sông Cửu Long hiện nay đó là ta lấy những cái thau thao có đường kính khoảng màu xanh dương da trời đường kính khoảng 3 tấc và đựng lớp nước mỏng trên đó rồi để trên ruộng. Một cái ruộng hecta thì để chừng một chục cái thao như vậy để trên ruộng làm cái dàn giá để nó cao hơn trên cái ngọn lúa. Và ngày nào sáng sớm mình cũng ra mình thăm nếu mà thấy cái có nhiều con mũi hành té ở trong cái nước đó thì là mình phải lo xịt diệt con thành trùng mũi hành thì cái đó là cái kết quả sơ bộ trước mắt chứ còn bây giờ mà nói là cái khuyến cáo như thế nào là, là chưa có khuyến cáo nhưng mà bà con mình lưu ý một cái chuyện như thế này thôi nè là con mũi hành nếu giả sử như nó tấn công nó làm cho một cái tép lúa thành cái đọt hành thì cái tép lúa đó nó bên dưới nó mới nảy ra hai ba cái chồi khác nếu bà con tiếp tục chăm sóc dưỡng hai ba cái chồi đó thì tới cuối cùng cái năng suất giảm không bao nhiêu tức là bà con mình đừng quá lo lắng cái con mũi hành Đấy, con mũi hành là là cái một cái chồi mà mà bị thành thành cái cộng hành rồi đó. thì những chồi khác nó thể bù trừ là cái đó nếu mà trong tổng số cái diện tích ở ruộng của mình mà ở giai đoạn lúa đã nhánh mà cái tỷ lệ khoảng 30% trở xuống thôi thì sau này cái mức đền bù của nó thì năng suất nó sẽ không giảm cái này là cái là có nhiều cái kết luận khoa học rồi đấy thì nói ra, nói như vậy để anh hình dung là là cái quy luật của con mũi hành đó là hiện nay là chưa được biết chưa biết lúc nào là nó nó nó, nó xuất hiện hiện nay là con rầy nâu thì chúng ta biết cái quy lực của nó nó di trú như thế nào là là ta biết được nhưng mà con mối hành là chưa biết khoa học chưa chưa biết được vâng dạ, xin cảm ơn phó giáo sư à, thưa kỹ sư trương hùng phong mà bạn nguyễn văn nhã một khán giả ở cây lầy tiền giang số điện thoại là 0967511330 có cho biết là bạn xạ lúa đài thơm tám bạn hỏi từ xạ cho đến cái thời điểm nào thì có thể bị vi khuẩn bạn hỏi thêm là từ đầu vụ cho đến cuối vụ mình xịt bao nhiêu lần là vừa À, kính thưa anh Nhã cùng bà con, đối với di phẩn thì người ta khuyến cáo là mình thấy nó xuất hiện thì mình xử lý thì nó nó tốt hơn còn nó không có thì thôi anh, anh Nhã. Và tuy nhiên tôi chỉ anh coi mình có cái thời điểm nào để mình mình kiểm soát cái di phẩn nó tốt hơn. Thường thường trong một tháng đầu mình thấy cái di phẩn nó xuất hiện thường là cái thối gốc. À, và mình, mình nhớ nguyên tắc là đối với di phẩn là nó lây từ vết thương. Thành ra mình làm sao trong một tháng đầu người ta nói là quản lý cái đậu ôm cho nó tốt quản lý làm sao cho cái con rầy nó đừng chích hút và đừng có bị ngộ độc hữu cơ thì cái khả năng mà cái vi khuẩn nó tấn công vô rất là ít và thường đối với vi khuẩn mà mình thấy nó xuất hiện ở giai đoạn đầu á là sau cái cửa phân thứ hai á, là thường thường là cái giai đoạn này là cái đậu ôm nó tấn công thì khi đậu ôm nó tấn công nó tạo những cái lá những cái vết thương như vậy á thì nếu mà có cái vi khuẩn thì nó tấn công vào bên trong và nó di chuyển xuống gốc nó làm cho cái gốc chúng ta thối thành ra sau cái cử phân thứ hai thường người ta phiên mình là À, quản lý cái đầu ôm nó tốt bằng cái PDA và mình cặp thêm cái Totan để mình quản lý cái vi khuẩn ngăn ngừa nó ngay từ đầu thì nó hiệu quả hơn còn cái thời điểm thứ hai thì cái thời điểm làm đồng trở về sau thì mình chú ý hai cái đối tượng thôi à, thứ nhất là cái cháy bị lá cháy bị lá thì nó xuất hiện từ lúc làm đồng cho đến lúc chỗ chính và còn cái lép vàng thì nó xuất hiện từ lúc mà lúa lo ra chỗ cho đến lúc chỗ chính và lép vàng để tấn học nhân hạt thành ra mình xác định cái thời điểm đó, để mình mình quyết định mình xử lý đối với cháy bị lá thì người ta dùng để người ta ngăn ngừa ở cái thời điểm là sau cái cử phân đón đồng tại thường thường bà con thấy là khi mà lúa đón đồng á mình dùng phân đạm cao lá nó mỏng và cái điều kiện ở thời điểm đó, là cái mưa gió nó nhiều thành ra gió nó cọ sát lá lúa nhau nó tạo cái vết thương thành ra vi khuẩn nó dễ tấn công và có cái độ cái uh, ug nó vô thì nó làm cho cái mức độ vi khuẩn nó bộc phát rất là nặng thành ra người ta khuyên mình là ngăn ngừa trước khi nó xảy ra thì nó tốt hơn. Thành ra sau cái cử phân đóng đồng mình đưa cái tan vô mình quản lý cái cháy bị lá. Còn đối với đoạn mà lép vàng thì chúng ta ngăn ngừa ở thời điểm lo le chỗ và chỗ điều thì mình có thể lặp lại hai cái nhịp này bằng cái tan một lần nữa thì mình kiểm soát được cái di khuẩn cháy bị lá cũng như là di khuẩn cái lép vàng nó hiệu quả trong cái mùa mưa này giờ Dạ xin cảm ơn kỹ sư. À, dạ thưa phó giáo sư tiến sĩ Dương Văn Chính à, bạn Nguyễn Văn Nga, một nông dân ở Thanh Bình, Đồng Tháp, số điện thoại là 01626020103 có hỏi là lúa của tôi sẽ cùng ngày với người khác nhưng mà lại trổ trễ hơn 10 ngày như vậy không biết có hại gì hay không à, tôi nên xịt thuốc gì để mà chính kịp với người khác ạ à? dạ xin mời phó giáo sư à, bây, bây giờ theo tôi hiểu thì anh xạ cùng ngày với người ta nhưng mà trễ hơn tới 10 ngày thì có tôi không tin là cùng một giống mà nó chênh lệch nhau tới 10 ngày giống anh là có thể là giống khác đấy khác giống đó chứ cùng một giống thì không có thể chênh lệch trên đồng ruộng mà tới 10 ngày rồi. Và do cái đặc tính giống nó sớm với muộn khác nhau Thì anh cứ để cho nó chín đầy đủ rồi thu hoạch thôi Chứ không bây giờ anh không gì cái chuyện Anh thấy người ta thu hoạch rồi mà lúa anh chưa thu hoạch rồi Anh xịt cái gì đó vô để cho nó chín nhanh để cho thu hoạch sớm Thì cái chuyện đó cái chuyện tôi thấy là cái không không cái suy nghĩ đó nó không phải là nó hợp logic lắm Bởi vì cái này là cái giống lúa của anh khác đấy Chứ không phải là cái gì đâu Đấy thì tôi nghĩ là cái trả lời cũng cũng thỏa mãn anh nha nhé. Dạ. À, cảm ơn phó giáo sư và mời phó giáo sư tiếp tục giao lưu với anh Nguyễn Văn Thảo, một nông dân ở Đồng Tháp, Có số điện thoại là 01684964579. Và thưa phó giáo sư, anh Thảo có cho biết là lúa của anh còn 20 ngày nữa sẽ cắt. Hiện nay bị tình trạng đỏ lá, hay lá đài thì còn hơi xanh. À, anh sử dụng giống đài thơm tám. À, cái tình trạng này bị khoảng 5 hecta. À, anh nhờ phó giáo sư tư vấn anh cái cách xử lý tình trạng này bây giờ còn 20 ngày nữa thu hoạch rồi thì không có cái phun cái thuốc gì mà gọi là cứu giãn cái lá đài của anh hết đỏ lá đó. không có bây giờ cái cách bây giờ anh có thể làm là bây giờ 10 ngày trước khi thu hoạch anh rút nước cho thiệt cạn để cho nó vào chắc nhanh chín nhanh rồi nghĩa là máy thu hoạch gặt đập liên hợp nó, nó nó chạy dễ dàng và nói máy chạy chậm thôi đừng có chạy nhanh rớt lúa nhiều làm thất thoát ở trên ruộng lúa thì à, những cái chuyện đó là chuyện anh có thể làm thôi chứ còn à, chứ còn à, không có cái gì mà gọi là cái bằng cứu giãg cái lá trong tình trạng đỏ lá của anh còn nói là cây lúa mà có hai lá đài thì không phải nha như nãy tôi nói đó, là cái lá đồng lá đồng chứ không phải lá đài lá đồng đó là chỉ có một lá đồng cho một cái bộ chồi mà thôi ừ. Để xin chào anh Thảo ha. Yeah, dạ. Anh anh Thảo. Xin cảm ơn phó giáo sư. À, tiếp theo xin mời kỹ sư Trương Hùng Phong à, giao lưu với một bạn xem đài ở Tháp 10 Đồng Tháp đó là anh Hải. À, có số điện thoại là 0907241099. Dạ thưa kỹ sư anh Hải có hỏi là mắt mình xịt vào cái thời điểm nào là thích hợp để lúa cứng cây ạ? À? Dạ. À, thưa anh Hải cùng bà con đối với Silimax người ta đưa vào thị trường mùa Việt Nam mình là chỉ có à, một cái mục đích chính đó là làm cho cái cây chúng ta là cứng chắc. Và đối với giai đoạn sau thì người ta phát hiện ra là khi chúng ta đưa cái mắt vào giai đoạn chỗ điều thì mình thấy là cái hạt chúng ta nó vô gạo rất là nhanh, thậm chí là nó vô sớm hơn cái lúa bình thường là 3 ngày. Vô sớm hơn không phải là nó chín sớm hơn nhưng mà vô sớm hơn là cái hạt gạo chúng ta nó đầy nó no sớm hơn. Thành ra cái giai đoạn chỗ điều là mình mình thấy là đưa mắt vào thì mình thấy nó cái hạt lúa chúng ta rất là tốt. Và bây giờ anh nói là bây giờ mình đưa mắt ở thời điểm nào mà để cho nó hạn chế cái đổ ngã? À, trên hình tôi sẽ chiếu cho anh coi mình thường thường mình thấy cái cây lúa nó đổ ngã ở cái vị trí nào để mình biết mình 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 xử lý cho nó hiệu quả à, bà con thấy thường thường là cái vụ hè thu mà thấy là mưa bão cái này thì mình không có chấp nhận không bà con nhưng mà tôi sẽ chỉ cho bà con mình cái thời điểm nào mình xử lý để cho giúp cái hạn chế cái đổ ngã thường thường bà con thấy là cây lúa thường thường nó gãy nó cong cái lóng là cái lóng thứ hai bà con à, trên hình bà con thấy là thường là nó cong nó gãy là cái lóng thứ hai đúng chính xác hơn là nó cong ngay chân cái mắt thứ ba của cái lóng thứ hai từ dưới điểm lên thành ra nó làm cho cây lúa chúng ta bị quỳ gối hay bà con gọi là đổ ngã và mình biết như vậy á để mình tác động cái thời điểm nào để cho cái lóng nó cứng hơn thành ra đối với xi mắt thì người ta đưa vào cái giai đoạn làm đồng làm đồng là cái thời điểm cây lúa nó tạo lóng và cái lóng nó dài lóng ngắn là chúng ta quản lý ở thời điểm này thành ra chúng ta đưa cái xi mắt vào giai đoạn này để làm cho cái lóng chúng ta nó chắc hơn nó cứng hơn và bà con thấy trên cái hình đó là cái lóng nó nhạt hơn nó dày hơn thì cái khả năng mà đổ ngã hoặc là khả năng mà chống chịu với cái điều kiện mưa gió nó sẽ tốt hơn so với cái cây lúa chúng ta không có xử lý Silimax và đây là cái những cái hình ảnh mà bà con mình có thể à, nhận diện được cái sản phẩm Silimax và chúng ta đưa vào thời điểm làm đồng nó phát huy được hiệu quả và thành ra đối với cái silimat à, ngoài cái cơ chế là nó cứng cây như vậy nó vô gạo tốt hơn và nó có một cái thuận lợi nữa là khi chúng ta đưa vào cái điều kiện mưa gió như vậy đó, thì cái khả năng mà nó giảm cái vấn đề mà hạn chế cái cháy chớp lá sinh lý rất là tốt thành ra nói tóm lại đối với silimax người ta đưa vào hai cái thời điểm thuận lợi nhất thứ nhất là thời điểm làm đồng để làm cho cái cây chúng ta nó cứng cây và dày lóng hơn và giai đoạn sau chỗ giai đoạn chỗ điều đó mình có thể lặp lại cái silimax được nữa và mục đích ở giai đoạn này để làm cho cái gạo chúng ta nó vô được nhanh hơn và vô sớm đầy gạo hơn đó là cái hiệu quả của silimax và hai cái thời điểm anh an nên xử lý ạ dạ xin cảm ơn kỹ sư à, thời gian của chương gia trình không còn nhiều nhưng như mình à, cũng dành thời gian để ưu tiên cho một khán giả từ khá xa À, xin mời Phó Giáo sư tiến sĩ Dương Giang Chính giao lưu với bạn Lê Ngọc Thảo Một khán giả ở Bình Thuận Có số điện thoại là 0978 bảy Dạ thưa Phó Giáo sư, anh Thảo có hỏi là Kéo dài tuổi thọ cái bộ lá đồng Giữ được màu xanh bền lâu thì năng suất cao hơn Có đúng vậy không? À, anh hỏi thêm là nguyên nhân nào gây mất màu xanh lá lúa Do dinh dưỡng, do già nua hay là do những cái yếu tố nào khác nữa à, Xin nhờ Phó Giáo sư giải đáp Dạ xin mời Phó à, Giáo sư à... Ê, Chào anh Thảo hoàn toàn đúng. Anh nói với hoàn toàn đúng, tức là mình kéo dài cái cái màu xanh của lá đồng á mà cái, cái lá nó không bị tổn thương thì giúp năng suất lúa cao hơn. Cái đó hoàn toàn đúng, hoàn toàn chính xác. Còn bây giờ nguyên nhân gây cái màu xanh của lá lúa đó thì là như thế nào? Bây giờ tại sao cái lá lúa nó nó không còn màu xanh khi thu hoạch? Nó có mấy cái yếu tố như thế này. Thứ nhất á là bón đạm không đủ cái lúc đón đồng tức là như vậy là lúc cuối là không đủ đạm thì cái cái lá nó thiếu đạm thì nó màu vàng nó không có màu màu xanh thì vậy là cái khả năng quan hợp nó yếu kém à, một ca một cái nữa là do quá trình sinh lý của cây lúa đó, thì cây lúa già nó nó tạo ra cái chất ethylene cái chất đó thì nó làm cho vàng cái lá lúa thì cái thuốc mà trừ nấm bệnh amistatop đó nó, nó giúp ức chế tạo ra cái etilen cho nên là nó giúp cho cái 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 thuốc trừ nấm này nó vừa diệt nấm nhưng mà nó làm cho xanh lá nữa Bởi vì nó ức chế cái hoạt động của cái chất etilen thì vậy là cái đó là cái do cái già nua bởi etilen còn nó vàng lá do những cái tác nhân bệnh thí dụ như bây giờ trong cái, cái hiện nay người ta sợ nhất là bệnh cháy bìa lá do vi khuẩn đó nó làm cái lá bị vàng rồi bị khô thì như vậy là cái lá đồng nó bị vàng bị khô và nó không có đảm nhận được cái vai trò là dinh cung cấp cái chất dinh dưỡng để, để vào hạt để tạo ra năng suất cho nên đó là những cái lý do là như vậy có những cái lý do mà chúng ta có thể tác động để giữ cái màu xanh của lá đồng. Ừ. Thì chúng ta nỗ lực tác động nó để làm sao mà ta bảo vệ được cái lá đồng để bảo vệ được cái năng suất cao ờ của cây lúa. Xin ừ. sì cảm ơn phó giáo sư. À, kính thưa bà con, trước khi công bố danh sách ba bà con sẽ nhận được quà trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời bà con và các bạn cùng dành thời gian cho đơn vị tài trợ chương trình. À, kính thưa bà con, trong chương trình hôm nay thì chúng tôi đã đưa ra câu hỏi giao lưu là chương trình tri ân và chia sẻ, Cào ngay trúng lớn. Bà con ở hai tỉnh nào đã trúng được hai chiếc máy cày Kubota? À, với ba đáp án mà chúng tôi đưa ra để bà con tham khảo thì thưa bà con à, đáp án đúng nhất là đáp án b tức là bạc liêu và đồng tháp và ba bà con sau đây có tin nhắn chính xác và gửi đến sớm xin được chúc mừng anh nguyễn văn đạt ở châu phú an giang có số điện thoại là 01643959040 chúc mừng anh lý văn tâm ở cao lãnh đồng tháp có số điện thoại là 01647264091 và chúc mừng anh Nguyễn Giang Vinh ở thành phố Bến Tre có số điện thoại 01689 272 400. À, chúng tôi sẽ gửi quà đến quý khán giả sau chương trình này. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi và đã gửi đến những cái câu chuyện giao lưu cùng chương trình. Chúng ta cùng nhìn lại và cùng cảm ơn hai người bạn đồng hành rất là dễ mến của chúng ta. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Giang Chính và kỹ sư Trương Hùng Phong. Trân trọng cảm ơn Tập đoàn Lộc Trời đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Bây giờ thì những người thực hiện chương trình xin nói lời chào tạm biệt bà con. Hẹn gặp lại.